Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn cách sử dụng cám gạo. Cám gạo lứt đỏ là một cái loại rất là đặc biệt bởi vì nó được lấy từ cái gạo lứt đỏ tươi mà chúng ta đã được bóc vỏ trấu và nó tạo thành một cái thực phẩm có thể ăn được. Và ngoài ra thì cái tác dụng cũng rất là tốt của nó là có thể tẩy tế bào chết và sử dụng để làm đắp mặt nạ. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ sử dụng một công dụng nữa của cám gạo, đấy là chúng ta có thể sử dụng để tắm cho bé sơ sinh cũng như là tắm hoặc là làm rửa mặt hàng ngày. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng như là dùng để làm đẹp trước. Chúng ta sẽ dùng cái túi nhỏ như này và chúng ta cho hai thìa cám gạo vào trong cái túi. Chúng ta sẽ cho một ít nước. Chúng ta sẽ cho một ít nước ấm. Chúng ta có thể cho một ít nước ấm vào đây. Và như thế thì cái ngâm một lúc. Khi mà chúng ta ngâm một lúc ấy, thì nước cám gạo nó sẽ ra. Và chúng ta có thể sử dụng cái nước cám gạo này để chúng ta rửa mặt rất là tốt và nó có thể tẩy bỏ tế bào chết. Những người bị mù thì cũng có thể sử dụng được. Đây là nước cám, mà thấy là nó sẽ hơi màu sẫm đậm, hơi màu sẫm và hơi màu đỏ. Cái nước này nó có tính axit nhẹ, rất là phù hợp cho việc rửa mặt hàng ngày. Chúng ta có thể sử dụng cái túi cám này và sử dụng để dùng để hàng ngày. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái mặt nạ rất là cơ bản và dễ chịu, đấy là chúng ta sử dụng một ít mật ong và cho cám gạo vào trong mật ong. Chúng ta quấy lên, cám gạo đường hơi nhiều một chút. Chúng ta quấy lên. Và đây là cái bộ hỗn hợp cám gạo mìn để chúng ta có thể đắp lên mặt nạ, đắp lên mặt tạo thành một cái mặt nạ để có thể tẩy tế bào chết như là cho những người bị mụn. Đây, chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra đối với các bé sơ sinh, chúng ta có thể sử dụng cái túi cám này để tắm cho bé được bằng cách là chúng ta cho cái túi cám này lên trên bếp và đun với lửa nhỏ dìu trong vòng khoảng tầm 15 phút. Thì chúng ta lấy cái nước đấy và chúng ta có thể tráng cho các bé để làm sạch những cái vết dây ở bên ngoài khi các bé vừa sinh xong, hoặc là trong vòng 1-2 tháng đầu cũng có thể sử dụng được rất là an toàn. Ngoài ra cái cám gạo này là một cái thực phẩm có thể ăn được rất là tốt. Đối với những bạn không thể ăn được gạo lứt chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng một ít gạo sắt lối màu đỏ như này, hoặc là tất cả các loại gạo lứt nào mà bạn tất cả các loại gạo sắt nào mà bạn đang có, ví dụ như gạo trắng, gạo tẻ thơm hoặc tất cả các giống nào bạn đang có, thì bạn trước khi nấu bạn sẽ cho một ít cám gạo vào trong cái gạo sắt lối của bạn hoặc là gạo trắng của bạn, bạn nấu cùng với cơm, nấu cùng với cả một cái nồi cơm bình thường, thì cuối cùng thì bạn sẽ cho ra được một cái bát cơm mà có cái lớp cám ở bên ngoài cái gạo mà nó có cái hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên về mặt cân bằng âm dương thì có thể nó không cân bằng, nhưng mà về mặt dinh dưỡng thì rất là tốt cho sức khỏe. Vì vậy chúng ta nếu không có điều kiện ăn gạo lứt, chúng ta có thể sử dụng gạo sắt trắng hoặc gạo sắt lối và thêm một ít cám gạo đỏ như thế này thì cũng rất là tốt.